Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio Chuyện Đông Hùa. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 367, Âm Dương Chi Pháp. Vào lúc Tiêu Viêm và Đông Hồn sắp giao chiến, ánh mắt Quách Cửu Mộ vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn ta cảm nhận được sát khí đáng sợ từ ánh mắt của Đông Hồn. Nếu như đạo sát khí này nhắm vào chính mình, chỉ sợ hắn ta cũng phải kiêng dè ba phần, không biết trời cao đất dày, xem ra người mà tiểu sư muội Vũ Tuyết xem trọng cũng chỉ có thế, hóa ra là một kẻ ngốc chỉ biết cậy man lực. Khi nói câu này, ánh mắt của Quách Cửu Mộ nhìn về khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Tuyết, là nam nhân đều sẽ thích, đều sẽ chủ động trở thành kẻ theo đuổi một nữ nhân như vậy. Tuy Quách Cửu Mộ không biểu hiện rõ ràng, nhưng hắn ta cũng là một kẻ theo đuổi. Nhưng trong lòng hắn ta lúc này đang nghĩ, nếu như ý lăng nhân của tiểu sư muội Vũ Tuyết chết ở đây, vậy thì hắn ta sẽ ít đi một tình địch. Đến lúc đó, tiểu sư muội Vũ Tuyết chắc chắn lòng như cho nguội, đến khi đó hắn ta thừa cơ tiến vào cũng không phải là không được. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Quách Cửu Mộ, khóe miệng hắn ta lộ ra nụ cười không che giấu nổi. Khi ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía chiến trường của Tiêu Viêm và Đông Hồn, đã xuất hiện bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm lấy hai người bọn họ. Một chiêu, ta có thể giải quyết ngươi, ai bảo ngươi không thể lĩnh ngộ âm dương chi đạo mà ta sẽ dùng đệ tam thức mới tu được, bóp chết ngươi ngay từ trong trứng nước. Tiêu Viêm giơ một ngón tay chỉ vào Đông Hồn, đây là một sự khiêu khích trần trụi. Đương nhiên Tiêu Viêm có tư cách này, chỉ là người khác cho là hắn không có tư cách. Tuy nhiên, để đối phó với Đông Hồn hiện tại, thực sự là không thành vấn đề. Chiêu thức thứ ba mà Tiêu Viêm chuẩn bị thi triển chính là chiêu cuối cùng trong linh hồn thần kỹ, cũng là chiêu cường đại nhất, thần hồn, phá, thiên, cực. Muốn tu luyện chiêu này, cần phải đạt tới thần hồn đỉnh phong mới có thể tu luyện. Nếu như chưa đạt tới thần hồn đỉnh phong, không thể tu luyện, nếu cưỡng ép tu luyện, sẽ bị lực lượng linh hồn thần kỹ phản phệ thần hồn. Nhẹ thì thần hồn không còn không gian để tiến bộ, nặng thì mất mạng. Hiện tại, theo thực lực của Tiêu Viêm ngày càng tăng cao, thần hồn lực lượng của bản thân cũng đạt tới trình độ chưa từng có. Trong mấy năm nay, hắn đã tu luyện thần hồn phá thiên cực đến đại thành, sở hữu lực lượng thực sự của thần hồn thiên cực. Loại thần hồn lực lượng này có thể trong nháy mắt trọng thương thần hồn của đối thủ, bao gồm cả đối thủ có thần hồn lực lượng đỉnh phong. Hơn nữa, tất cả thần hồn lực lượng trước mặt thần hồn phá thiên cực đều có thể bị phá giải. Nếu như thần hồn lực lượng của bản thân càng cường đại, vậy thì hiệu quả thi triển ra cũng tăng lên gấp bội, là một chiêu thức bất bại nhắm vào thần hồn. Cho nên, Tiêu Viêm vừa hay có thể thử xem lực lượng của chiêu thần hồn phá thiên cực này của mình có phải cường đại như hắn tưởng tượng hay không. Thực sự đáng chết, chết đi cho ta. Hai mắt Đông Hồn đỏ ngầu, trong đó đầy tơ máu, đồng thời dưới sự tô điểm của sự phẫn nộ càng thêm quái dị, vẻ mặt hắn ta méo mó, nanh vuốt dữ tợn như muốn xé rách tất cả, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng độc ác. Mỗi một nơi trên cơ thể hắn ta đều bị lực lượng tà vật tràn ngập, mỗi một nhịp đập của mạch máu đều mang theo sát ý khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên, Đông Hồn hai tay chắp lại, giọng nói trầm thấp mà cường đại vang lên. Âm dương chi pháp, vạn hồn mê tung, trong không khí tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí, như thể có thể thôn phệ mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, cỗ lực lượng thần bí này bao phủ lấy cơ thể Đông Hồn, lực lượng màu đen trắng và màu đỏ sẫm giao thoa xung quanh người hắn. Phía sau hắn ta, lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ kỳ quái. Như thể đang được một cỗ lực lượng triệu hồi vạn hồn, dao động của cỗ lực lượng kia, thậm chí khiến cho thần hồn của những cường giả thần trích hiện trường muốn thoát ra khỏi cơ thể, càng muốn thôn phệ bọn họ. Nếu như thực sự bị thôn phệ, vậy thì bất kể thần hồn có cường đại đến đâu, cũng đều sẽ bị phân giải hoàn toàn, hình thành những tia sáng bị phân giải vặn vẹo, cuối cùng biến mất khỏi thế giới này. Theo thần chú của Đông Hồn vang lên, một cỗ lực lượng càng đáng sợ hơn từ trong cơ thể hắn ta bùng phát, giống như một con mãnh thú thức tỉnh, làm rung chuyển cả thiên địa. Không khí xung quanh như thể đóng băng, trái tim của đám người đều lỡ một nhịp, một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy mỗi người. Thân hình của Đông Hồn dưới sự chiếu rọi của cỗ lực lượng này trở nên mơ hồ không rõ, khuôn mặt hắn ta như thể đang biến hóa, mỗi một thay đổi nhỏ nhặt đều lộ ra bản nguyên của tà vật. Khoảnh khắc này, hắn không còn là Đông Hồn nữa, mà trở thành hóa thân của ma vật, một con rối thực sự, để cho cỗ lực lượng kia kiểm soát sinh tử của hắn. Mọi thứ xung quanh bị ảnh hưởng bởi cỗ lực lượng này trở nên méo mó, như thể sắp bị kéo vào vực sâu vô tận. Cơ thể Đông Hồn như thể không còn là của mình nữa, mà bị cỗ lực lượng tà ác kia kiểm soát hoàn toàn. Sự tồn tại của hắn chỉ là để truyền cỗ lực lượng này đến mỗi ngóc ngách trên cơ thể mình. Chỉ có như vậy, lực lượng của Đông Hồn mới có thể đạt tới điểm giới hạn đáng sợ hơn. Không ngờ, thần hồn của thần kiêu Âm Dương Điện này lại cường đại như vậy. Nếu như cho thêm một chút thời gian, có lẽ hắn thực sự có thể lĩnh ngộ được Âm Dương chi đạo. Đến lúc đó, Âm Dương Điện lại sẽ xuất hiện một vị bán đạo thần vượt qua thiên vị thần. Nhưng chỉ cần ngươi dung hợp với lực lượng của bản ma tôn, ta sẽ có thể phá phong ấn nhanh hơn, cho nên trước đó, bản ma tôn sẽ xóa sổ tiểu tử ngươi trước.
Ma âm kỳ quái vô cùng từ trong hắc ám pháp tướng sắp sống lại kia truyền ra, Ma Tôn cũng không ngờ tới, lực lượng của mình lại có thể cộng hưởng với âm dương thần hồn của Đông Hồn như vậy. Đông Hồn đứng giữa hư không bao la bát ngát, vòng xoáy khổng lồ phía sau hắn giống như hố đen thôn phệ mọi thứ xung quanh. Trong vòng xoáy, năng lượng màu đen trắng và màu đỏ sẫm giao thoa ác liệt, như thể lực lượng tà ác từ vực sâu tối tăm đang cuồn cuộn dâng trào. Theo càng lúc càng nhiều năng lượng hội tụ trong vòng xoáy, lực lượng trong vòng xoáy kia cũng thay đổi. Một tôn Ma Tôn pháp tướng cao vạn trượng chậm rãi ngưng tụ thành, mỗi một chi tiết của nó đều hiện được rõ ràng như vậy, như thể có thể chạm vào cỗ lực lượng hủy diệt khiến người ta nghẹt thở kia. Hai mắt của Ma Tôn pháp tướng giống như vực sâu, phóng ra ánh sáng lạnh lùng và tàn nhẫn. Trên người nó khắc đầy phù văn, mỗi một phù văn đều như thể ẩn chứa ma lực vô tận. Nó cao cao tại thượng, như thể muốn đặt cả thế giới dưới chân mình. Ma khí như thực chất, áp bức không khí xung quanh một cách nặng nề, khiến cho không gian bị bóp méo. Giống. Đột nhiên, một tiếng gầm rú vang lên từ trong miệng tôn Ma Tôn pháp tướng cao vạn trượng kia. Trong giọng nói kia ẩn chứa ma uy tà ác, như thể có thể quét sạch mọi thứ giữa thiên địa trong nháy mắt. Âm thanh này xuyên qua hư không, khiến cho tất cả cường giả thần trích đều cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Ngay cả Quách Cửu Mộ là cửu trọng thiên vị thần hậu kỳ cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm tuyệt đối. Ngay sau đó, thân hình của hắn cùng những cường giả thần trích kia của Đan Thần Tháp và Âm Dương Điện đều lùi ra khỏi nơi này, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị xóa sổ. Chỉ có Vũ Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, bởi vì nàng lo lắng Tiêu Viêm gặp chuyện không may. Nếu như Tiêu Viêm thực sự gặp nguy hiểm, nàng sẽ không chút do dự ra tay cứu giúp. Hư không xung quanh Ma Tôn pháp tướng bắt đầu vỡ vụn, giống như bị lực lượng vô hình xé rách, mảnh vỡ không gian bị ma khí va chạm biến thành tro bụi. Đối mặt với Ma Tôn pháp tướng kinh thiên động địa này, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ kiên quyết, dường như có thể nhìn thấy một luồng hồn mang lấp lánh trong ánh mắt của hắn. Tuy rằng thực lực của đối phương rất cường đại, tu vi của hắn không bằng đối phương, nhưng trong cuộc đối đầu về thần hồn thần kỹ, hắn vẫn có niềm tin tuyệt đối, bởi vì linh hồn thần kỹ mà phần lão đưa cho hắn trước đây, thần hồn phá thiên cực, có thể thôn phệ xóa sổ tất cả thần hồn dưới bán đạo thần. Trong hư không hỗn độn kia, Ma Tôn pháp tướng hủy diệt thân thể uy nghi đứng sừng sững, ma khí lượn lờ trên cơ thể nó, khí tức hủy diệt lan tỏa, đột nhiên, toàn bộ lực lượng của nó hội tụ vào một điểm, trong nháy mắt bùng phát ra tia sáng chói lọi, giống như ngàn đạo ma ảnh, hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa lực lượng âm dương lưỡng cực. Trước này là do tà vật chi lực của ma vật dung hợp với âm dương chi lực của Đông Hồn, cho nên lực lượng dung hợp ra còn cường đại hơn tưởng tượng. Lúc này tia sáng giống như ngàn đạo ma ảnh kia bắn về phía Tiêu Viêm như cuồng phong bạo vũ. Tiêu Viêm đứng ở đó, ánh mắt kiên định và sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ hư vô. Sau đó ánh mắt hắn ngưng lại, không chút do dự thúc giục chiêu cuối cùng trong thần hồn thiên cực, thần hồn phá thiên cực. Ngay sau đó, toàn bộ thần hồn lực lượng của hắn như thể bị một cỗ lực lượng thôn vệ hút cạn, trong nháy mắt bị tiêu hao gần hết. Cùng với việc thần hồn lực lượng bị tiêu hao hết trong khoảnh khắc này, Tiêu Viêm quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thần hồn lực lượng trong nháy mắt bị tiêu hao, xem ra muốn thi triển thần hồn phá thiên cực, quả thực cần thần hồn lực lượng bàng bạc mới chống đỡ nổi. Mặc dù biết muốn thi triển chiêu này cần rất nhiều thần hồn lực lượng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc trước sự việc này. Không lạ gì phải để thần hồn lực lượng đạt tới đỉnh phong mới có thể thi triển, nếu như thần hồn lực lượng không đủ tiêu hao, vậy thì thần hồn của hắn sẽ bị phản phệ, để lại thương tích trên thần hồn, sợ là sẽ không thể nâng cao thần hồn lực lượng nữa. Tuy nhiên, trong lúc tiêu hao đến cực hạn này, trong mắt Tiêu Viêm lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ, như thể đưa hắn vào một không gian kỳ diệu. Trong không gian này, Tiêu Viêm đứng ở trung tâm, mà ở trung tâm thần thức hải của hắn, một tia sáng trong suốt ra đời, nó giống như sao mai mới mọc, tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Tia sáng này như thể có ý chí riêng, nó chậm rãi mở rộng, dao động thần thức xung quanh bị nó dẫn dắt, giống như giọt nước rơi vào biển cả, không thể thoát khỏi sức hút cường đại kia. Theo tia sáng không ngừng mở rộng, nó bắt đầu tỏa ra dao động khiến người ta kinh hãi. Dao động này không chỉ đối với Tiêu Viêm, mà đối với bất kỳ sự tồn tại nào xâm nhập vào thần thức lĩnh vực của hắn đều có sức răn đe chưa từng có. Sự mở rộng của tia sáng không dừng lại, nó ngày càng sáng, như thể muốn thôn phệ toàn bộ thần thức hải, trở thành một mảnh hư không chết lặng. Trong quá trình tia sáng này mở rộng vô hạn, Tiêu Viêm cảm nhận được thần hồn lực lượng cường đại chưa từng có. Những mảnh vỡ ký ức từng tự do lang thang trong thần thức hải của hắn, gợn sóng cảm xúc, tất cả đều trở nên nhỏ bé trước mặt cỗ lực lượng này, cho đến khi biến mất không còn tăm tích. Thần thức hải này sau khi tia sáng đi qua, giống như sự ra đời của một phương thiên khung, biên giới của nó mơ hồ không rõ, như thể bao hàm vô hạn khả năng và lực lượng bí ẩn. Một phương thiên khung mênh mông vô cực, vạn vật dưới sự thôn phệ của tia sáng này đều hóa thành hư vô, ngay cả thời gian như thể cũng mất đi ý nghĩa. Trong phương thiên khung này, vạn vật dưới phương thiên khung này đều khó mà thoát khỏi sự thôn phệ tấn công của nó. Lúc này, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được phương thiên khung thần hồn bao la, bất khả tư nghị kia trong thần thức hải của mình. Bất kể thần hồn lực lượng có cường đại đến đâu,
dưới thần hồn lực lượng thiên khung tuyệt đối này của Tiêu Viêm đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng chưa từng có, đó là sự điều khiển đối với sự hủy diệt, là hy vọng đối với sự tái sinh. Trong quá trình biến đổi của thần thức hải này, Tiêu Viêm như thể nhìn thấy một tia kỳ diệu, không ngờ lực lượng của thần hồn phá thiên cực lại là thần thông kỳ diệu như vậy, sinh ra một phương thiên khung riêng biệt, bất kỳ lực lượng nào bị thôn vệ vào trong đó, một khi phương thiên khung này bị hủy diệt, vậy thì bất kỳ lực lượng nào bị thôn vệ trong đó cũng đều sẽ tan biến theo. Chiêu này đơn giản là không ai có thể sánh bằng, nói cách khác, đây đơn giản chính là một chiêu tập hợp lực lượng của một phương thế giới để tiêu diệt toàn bộ vạn vật trong phương thế giới này. Tia sáng mang theo ngàn đạo ma ảnh của ma tôn pháp tướng đã giáng xuống người Tiêu Viêm, vẻ mặt của pháp tướng lúc này dường như có chút biến đổi dữ tợn. Ha ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta, thần hồn của ngươi sắp trở thành năng lượng thúc đẩy bản ma tôn thức tỉnh. Tuy nhiên khi tia sáng ngàn đạo ma ảnh kia sắp đánh trúng cơ thể Tiêu Viêm, hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn, trong đó lóe lên ánh sáng thiên khung, một cỗ lực lượng bao la vô hình từ trong mắt hắn bùng phát ra. Không khí xung quanh bởi vì sự va chạm kịch liệt của hai cỗ lực lượng mà trở nên máu mó, như thể ngay cả không gian cũng đang run rẩy. Tia sáng ngàn đạo ma ảnh va chạm với cỗ lực lượng bao la vô tận kia, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Tuy nhiên, do lực lượng của ma tôn pháp tướng quá đáng sợ, vậy mà chỉ dùng 10 đạo ma ảnh trong tia sáng liền phá vỡ tầng phòng ngự này của Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm không hề hoảng hốt, tuy đối phương đã phá vỡ tầng phòng ngự vừa rồi của hắn, nhưng phía sau còn có thứ cường đại hơn. Trên chiến trường hỗn độn kia, công kích của ma tôn pháp tướng giống như cuồng phong bạo vũ, lực lượng của nó như thể muốn xé rách thiên địa. Tất cả cường giả đang quan chiến đều căng thẳng thần kinh, chú ý quan sát tình hình, tim như treo lên cổ họng. Ngay lúc này, Tiêu Viêm duỗi thẳng người, hóa thành một tia sáng sấm sét, né tránh đòn tấn công chí mạng của ma tôn với khí thế sấm rền gió cuốn. Thân hình của hắn xuất hiện ở một khu vực khác, mà tia sáng ngàn đạo ma ảnh kia như thể đã khóa chặt lấy khí tức của Tiêu Viêm. Bất kể hắn có chạy trốn thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương. Ngay sau đó, Tiêu Viêm ổn định thân hình, hai tay duỗi ra, sau đó, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn phóng ra một tia sáng giống như thiên khung, như thể có một phương thiên khung đang lưu truyền trong mắt hắn. Thần hồn, phá, thiên, cực. Một giọng nói trầm hùng và tràn đầy lực lượng vang lên, trong khoảnh khắc này, lực lượng vô hình giống như sóng thần cuồn cuộn, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, cuồng loạn lan ra bốn phương tám hướng. Tốc độ của cỗ lực lượng này quá nhanh, chỉ có thể dùng từ trong nháy mắt vượt qua vạn dặm để hình dung, nó bóp méo không gian. Thời gian bị đóng băng, mọi thứ xung quanh trước mặt cỗ lực lượng thiên khung thần hồn bao la này đều trở nên mơ hồ không rõ. Các cường giả thần trích cảm nhận được áp lực chưa từng có, như thể đang ở trong một thế giới hoàn toàn mới, mọi thứ đều xa lạ và chấn động. Hơn nữa thần hồn của bọn họ lúc này như thể bị một cỗ lực lượng nào đó dẫn dắt, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm lập tức từ trong thần hồn của bọn họ bốc lên.